Nay giới thiệu các bạn một cái cặp loa rất là đẹp đến từ Rebeller, một cặp loa bút xe và chúng ta nghe nhạc gọi là karaoke rất là hay. Model của nó là L820, dòng studio L, chiều ngang là 39, chiều cao là 31 và chiều sâu là 12,7. Mỗi loa nặng 8,6 kg nha. Loa này thì công suất rất là lớn, 300W, độ nhạy 90 dB. Bây giờ tháo lưới ra nha. Đó. Cái dòng 820 này thì nó chúng ta có thể kết hợp karaoke cũng rất là hay. Có cặp này chúng ta thêm cái sấp nữa là tuyệt của mèo luôn. Chúng ta nhìn nó rất là khủng, nó sử dụng hệ thống 4 loa. Trong đó một loa bass 18, một loa mid, một loa treble và một loa siêu treble coil. Rất đẹp. Loa có lắp ráp trái phải này. Loa này được lắp ráp tại Mexico nha. Nặng 8,5 kg mỗi loa. Rất là lót cạnh, tất cả đều cực kỳ sang trọng, cực kỳ đẹp. Đây, mình quay ra phía sau nha. Loa này nó vẫn trang bị cho mình hệ thống xe bi quay nha. Các bạn thấy đây là dòng studio nha, studio L này. Như bạn thấy nó mỏng mỏng như này, nghĩ là đây là lòng dòng loa surround, dòng loa xem phim, nhưng mà không phải. Chúng ta cũng có thể lấy làm loa surround xem phim được, nhưng mà nó vẫn chuyên là dòng loa nghe nhạc. Thì chúng ta thấy dòng studio này. Đây, made in Mexico nha. Bi quay này. À, và cái giá là 5.200.000 nha, 5.200.000. Bây giờ mình sẽ test nhạc các bạn đôi loa Rebeller L820 này, một cái loa mà rất là đẹp, thiết kế nhiều loa, nhiều đường tiếng, nghe cực kỳ hay, giá rất là phải chăng luôn. Giờ test nhạc luôn nha. Bên mình cũng có bán USB ổ cứng chép nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128GB 800.000, còn ổ cứng là 1000GB giá 2 triệu.
anh chàng khoe khoang chiếm tim nàng, nhưng nàng nào đáp tình. Vì tấm lòng băng chinh ai đã nguyện trao người thời chiến trinh. Đoàn anh hùng sáng sông trái tim nàng trao về một bóng hình, một người lính chiến đánh giặc quên mình, lính trần chân thành, lính trần chung tình. Đời hồng nhan ai có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nhiều gian nan và lắm đau buồn. Và lắm đau.